Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Cầu mong đó là giấc mơ. Từng ngày anh vẫn ở bên mô phạt. Vậy là chấm hết rồi không? Rồi, làm vậy là chấm hết rồi thoại thoại ơi. Sao mày đã lên trước rồi? Anh Đạt, anh gài con nhân viên nhà em vào đây đúng không? Tổ sư nó chưa thua kèo, chào nó đã lên con. Lịch trước rồi này. Chào con gì? Mà tổ nó khốn lạ thế chứ lại. Thì bây giờ thì nó là người bí ẩn mà. Cảm ơn người bí ẩn nhá. Hôm nào rảnh thì anh mời em đi ăn kẹo mút. In kẹo mút là hợp lý rồi đấy. Ồ đấy. Thế thôi, 2.000 đi ăn kẹo mút thôi. Được hai cái. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Què à? Giờ sinh chỗ nào? Là đến đoạn sinh chưa? Khúc sinh đến rồi đấy. À, chúc sinh, chúc đứng đầu đường vẫn sinh. Nhìn giống con đĩ phết. Không cười nha, nhớ là không được cười đâu đấy. Bây giờ em muốn nhạc gì? Anh bảo nhạc gì cũng nghe cũng chơi hết. Gái chơi lên à? Ba là phải quẩy. Nhạc gì chả chơi. Quẩy của này là bay sang rồi nhá. Được. Quả nhạc nào này thì đẳng cấp luôn. Quả nhạc này thì cũng phải gọi là thôi. Bấm tay nào. Thật sự quả nhạc này thì thoại thì nú như con cú luôn này. Đâu anh bà đấy. Quẩy đi. Quẩy đi. Nhạc này là nhạc bay mà đi mà là ma nào ở đấy. Bay chỗ nào? Mày đã chửi em chưa? Nhạc remix đây, nào. Chuẩn bị này. Eo ơi, ông mình một cười thích nhỉ. Nào, chuẩn bị nhá. Nào, chuẩn bị ra, ra sân khấu. Và sau đây là Dancer Toy. Ra sân khấu em ơi. Chơi. Lên nào. Tiếp tục đi. Chơi. Nào, vào luôn. Ai? Giơ tay lên để quẩy đi nào. Ui giời ơi, nhìn như một con bọ gậy. Trời ơi, đêm có đu chưa, đu chưa? Chơi chưa là chơi chưa? Trời ơi, chơi như là con. Thầy ơi! Không thấy! Sao anh không thấy? Ô! Anh có nghe em nói gì không? Anh có nghe thấy em nói gì không? Sao mày lại đứng bảo xe là gì? Là sao? Ôi dồi, Thoại ơi! Ngày mai mày đắm video lắm Thoại ơi! Sao nhở? Sao đi thế kia? Có váy xuống, hở hết quần xịp rồi. Vì sao nhở? Có váy xuống đi. Ủa, cả nhà. Mọi người có nghe thấy tao không? Có nghe anh tiếng nghe như sao quần xịp tóc đen thế kia. Đâu? Có à? Mày thì gãy cánh rồi. Bị hạng ra đây. Sao đi quần xịp, mày kiểu gì thế kia? Ven ven váy xuống. Ô, ven váy xuống rồi, đi rồi. Sao định đi quẩy nào mà để đơ luôn. Ủa là sao bạn nội? Ủa không thấy gì hết. Hả? Vẫn thấy mà.
Chết rồi. Ôi anh ơi sao nhở, bị sao ấy? Mày không kéo quần xuống đi. Quần nào? Đấy cái quần ở cái váy ấy kìa. Đâu thì có. Bà nào mới mổ ruột thừa vui lòng thoát khỏi like nhá. Ủa là sao? Cái con mày cười. Không, mọi người bà nào mới mổ ruột thừa thì vui lòng thoát khỏi này. Quỷ à? Quỷ luôn đi. Sao rồi? Anh ơi chảy dãi mẹ ra ngoài rồi. Chó cắn gì đấy? Ê, từ từ. Cái quẩy kiểu gì mà để đóng băng thế này nhỉ? Đá từ từ, đá thử tắt cho thoát ra ngoài em nào, tôi bị sao nhở? Ờ, niệm rồi cậu ơi à, tôi chết rồi. Mày các cụ vào tắt gương. Không ngặt được anh ơi. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đồ sông. Ủa, không thoát được à? Tắt anh em nào? Anh cũng không tắt được. Hay cứ để thế này đến sáng mai. Vì sao nhở? Cái gì đấy? Chắc là cái hình em này. Tôi làm sao chảy mãi cả dãi ở sàn nhà rồi kìa. Cái đồ không tắt được mọi người. Ủa Quang Đạt vẫn bình thường, sao của em nó bị sao vậy ạ? Ôi trời ơi sao nhở? Mày quẩy không đúng dáng nó thế đấy. Ôi chết rồi, mai nó cắt lên bị làm sao đây anh ơi, cứu em với. Không được. Không thoát được à? Không. Ơ. Thế bây giờ ta thoát thử nhá. Anh thoát thử đi xem nào. Không thoát được. Ơ. Là sao? Anh cũng không thoát được. Ôi, ô. Anh chỉ thích mở cửa ơi. Cho anh Khôi kìa. Mở cửa cho anh Khôi. Đâu, mở cửa cho anh Khôi. Có ai không à? Mọi người chỉ TikTok ơi, anh chỉ TikTok là bị sao đấy? Anh không bấm được. Cảm ơn là anh em phải lấy. Phải lấy cái dẻo. Để tao tự bấm thử nha. Nha, bấm thử này không được đâu. Ôi chết mẹ rồi. Thế thôi để anh tắt like đi. Mấy anh chị đi tắt đi ngủ rồi. Hả? Để anh tắt like đi xem có được không? Không không, để anh thoát cho. Nó đã ấy chưa? Nó đã hết đơ chưa? Được rồi. Ờ được rồi, được rồi. Quẩy lại nhỉ. Đang. Ui đây. Quẩy lại nhá. Quẩy lại nhá. Quẩy lại. Đang quẩy xong. Lâu dãi đi, ai còn chảy mẹ dãi sạp nhà này nhá. Nó nhảy chảy cả dãi. Ai nhuộm tóc cho anh đi. Nó nhiều quá chơi đi. Nhìn trông như một con phò rẻ tiền. Nhìn cái mặt của mày. Tốn tiền. Nào được chưa, được chưa, nào, được chưa. Cả nào, cả nhà ơi, quẩy lại nhá mọi người. Vào sân khấu đi, vào sân khấu đi. Nào không spam các bạn ơi. Rồi. Bắt đầu nhá. Và sau đây và sau đây là màn trình diễn dancer của dancer Mèo. Mời dancer ra sân khấu. Trông có bụng nổi mỡ. Rồi. Rồi, mua quán đi. Mua quán đi. Nên mua quán không? Eo, mua quán. Quả mua quán. Quả mua quán tư quần. Trời ơi, quán đi gì? Mày chuẩn bị đỡ tiếp rồi. Chết rồi, chết rồi, hãy em nhảy đỡ.
Đây, đây, lên đây, lên nào, lên nào. Ôi ơi. Yo, yo. Thôi, ngừng đi. Mày quẩy nữa anh sợ là lại toang luôn. Con này lại đam đam à? Eo ôi, ôi mệt quá mọi người ơi. Để tôi nha. Chúc Toại có một buổi chúc Toại có một buổi tối vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, tràn đầy hạnh phúc. Tối nay ngủ mơ đến điệu nhảy dancer này nha. Đây. Mọi người nhớ follow em nha. Thank you mọi người nha. Follow me. Không, em nói thế nó bị sai rồi. Nói thế người ta không hiểu đâu. Em phải học qua một khóa tiếng Anh của gia đình Vina đi. Thank you, được chưa? Là cảm ơn đúng không? Follow me. Ờ. Rồi nói lại nhé, được chưa? Đủ chưa? Để em nói lại nào. Ờ, nói đi. Thank follow, you. Follow em. Đúng rồi, nói follow em là người ta biết. Thank you, follow me. Em. Ừ. Thank you, follow me, em. Ừ. Mọi người follow Thoại nha mọi người. Bye bye nha. Chú mỏ lên chú bảnh cái xem nào. Đấy. Kiểu người nhìn đáng yêu thế. Thì thôi bye, sợ mạo quá. Hảo tiếng Anh xem còn ai không nhé. À, anh Hoàng Đen à. Cái gì đây? Anh có chơi PK với em không? Sao đẹp hôm nay đẹp trai thế? Không, anh không, đừng khen em. Đừng khen em những cái chuyện thừa như thế. Bây giờ anh có chơi PK với em không? Chơi à? Chơi thì cái gì? Bây giờ nếu mà em thua thì em nhảy từ trên tầng nhảy xuống. Còn anh thua thì anh... Anh ở đây chỉ có 10 tầng thôi. Nhà này có 10 tầng thôi, không có 30 tầng. Nghe gì? Mày nghe à, gì? Hóa ra bố cũng xem live từ nãy. Thế thôi. Bây giờ anh mà thua thì anh nhảy Vina House. Nhưng mà anh dùng có một cái điện thoại. Không biết sao mà nhảy được nhỉ? Mày quay màn hình để anh nhảy nhá. Bây giờ nhá, bây giờ em mở nhạc anh nhảy thử xem có đúng bài không nhá. Nếu mà đúng nhưng bài mà thì không thôi. Có người mẫu nhảy theo à? Không có người mẫu. Giờ thế này nhảy theo mình. Ví dụ như mình anh nhảy thế nào thì mình nhảy. Anh thua thì mày ra làm mẫu nhảy, anh nhảy theo mày. Không bé ơi. Đùa cho em nói trêu đấy. Em thấy anh thức khuya thì em khuyên anh là thôi đi ngủ đi. Bây giờ khuya rồi. Ừ. Chả gì thì tóc cũng dài rồi. Anh mà thức nữa thì tóc dài thêm. Mọi người ai chưa follow anh Hoàng thì mọi người follow anh Hoàng nha. Mấy hôm nay em về Nghệ An thì em gọi nha. Ok, nhưng mà phải làm một cái kèo gì đấy chứ. Không kèo gì hết. Hả? Em về Nghệ An mà anh không đón em thì em lúc đấy thì tính sau. Còn bây giờ không nhưng có mà, kèo nhưng gì giờ, nhưng mà giờ anh lại thích chơi cái kèo nhảy. Của em là tầng bao nhiêu đấy? Em tầng 72. 72 à? Vâng. 72 thì em chạy xuống tầng 30 từ chạy bộ từ tầng 72 xuống tầng 30 rồi mới nhảy. Còn anh đây có 10 tầng thì anh chạy không. Từ tầng 1 lên tầng 10 rồi anh nhảy. Kèo đấy nó xưa rồi. Bây giờ mình chơi kèo như này. Nếu mình mà ai thua. Nếu mà ai thua thì buộc tóc hai túm. Thôi buộc cái thằng Đạt trước kia thôi. Chơi không? Để xem con đấy có tóc giả không, tóc này không, tao buộc tóc nhỉ? Đấy, tóc dài buộc được. Được không? Chơi.
Chơi nếu ai thua buộc tóc hai túm nhá. Nhá. Tóc đâu mà vừa cái lần này. Đưa cho em đi tẩy trang đây chứ em không chơi đâu. Sang bảo anh đi ngủ đi. Để thế cho nó đẹp. Để thế nước da nó mới đẹp. Hello mọi người nhá. Hello mọi người. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người ai chưa follow mình cho mình một nút follow cho mọi người. Để thế cho nó đẹp cái. Mọi người mọi người follow anh Hoàng nhé. Không bé ơi. 223 này thằng Sinh nó bảo anh chơi. Không em lại phải vào Đà Nẵng rồi. Hôm nay em về thì em gọi. Em định vào hôm nay rồi nhưng mà lại có tí việc không vào được. Nhưng phải báo trước cho anh một ngày ấy nhá. Anh yên chỉ đi, em sẽ báo trước cho anh 30 phút. Mọi người nhớ follow anh Hoàng nhé, em chào anh, chào tất cả mọi người bên đấy nhá, chúc mọi người ngủ ngon. Có thế là không chơi à? Không mẹ ơi, nửa đấy, không chơi đâu. Phải chơi chứ. Không mẹ ơi, em về đây. Ý, em xem nào còn ai không? Hết rồi. Thế bài. Đây rồi. Tìm anh như là tìm chim.